Xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ có một chuyến đi đến trung tâm mua sắm ở Lyon. Mà ở Lyon này thì nhắc đến trung tâm mua sắm là chỉ có thể là ở ga Bạc Dơ thôi. Ở Bạc Dơ, sau khi mà đến thì mình phải băng qua cái ga Bạc Dơ này mới có thể đến được cái trung tâm mua sắm đó. Đó thì mình đi trúng ngay ngày dịp nghỉ lễ nên mọi người rất là đông, mình phải băng qua cái dòng người vội vàng bước qua này, nói chung là đông nghẹt luôn. Thì sau đó là mình mới tới được, mình mới vào cái được trung tâm mua sắm này. Đó thì đây là bên trong trung tâm mua sắm đây. Ngày hôm nay là mình đi rất là đông, chảo đồ họ treo ở trên trần nhà trên. Đó, mình đi với chị mình thì mọi người là biết vô đâu đầu tiên rồi đó. Chính là khu vực đây là cái khu vực dầu thô mỹ phẩm. Trong đây thì nhiều đồ mỹ phẩm mình cũng không biết đâu. Ai biết thì nói chứ mình vô đây là bó tay rồi. Đó, bên đây là cái khu dầu thơm, nhiều nhiều dầu thơm Gucci, Chanel gì mình không biết đâu, mình đâu có xài dầu thơm. Sau đó là mình lên tầng trên cùng, ở tầng trên đây chính là cái khu mà vực nhà hàng để ăn uống rồi đó. Thì mình đi rất là sớm, đi rất là sớm là vắng người nhà hàng. Còn này là cái rạp chiếu phim VGC, CGV giết ngược. Vô đây định coi phim mà có hiểu tiếng gì đâu mà vô mà coi tiếng Anh, tiếng Pháp gì đâu, không không thấy có tiếng Việt. Xong rồi mình vòng mình đi ra, chứ biết sao vậy. Lúc này là mọi người bắt đầu lên rồi đó, tại cũng chiều chiều rồi. Nhưng mà vẫn chưa có hết, vẫn còn rất là vắng. Chỉ có mấy khu bán hot dog, rồi bán trà sữa, rồi bán kem. Mà mọi người cũng biết đó, trà sữa ở Pháp bán thì thôi 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 khỏi đi. Dạo vòng xong rồi mình thấy không có món gì ăn được hết, bắt đầu mình đi xuống. Đó, mình bắt thang máy mình đi xuống, có thang bộ mình đi thang máy cho nó tiện, cho nó nhanh. Xong rồi mình dạo dạo một xíu, dạo đi dạo. Xong rồi mình dạo vô mình tới cái tiệm đồ thể thao, nhưng mà đồ thể thao nhưng mà nó vẫn bán ở trên là đồ thể thao thôi, rồi giày rồi, còn như ở dưới thì nó sẽ bán quần áo, tại vì mình đi mình sẵn tiện mình mua đồ cho mùa xuân luôn, thì hết mùa đông rồi, hết lạnh rồi, mua cho mùa xuân mùa hè. Ở đây là cái chỗ bán giày, mình thì mình không có biết qua cái này, biết nhưng mà mình không bao giờ mình ấy hết, tại vì nó đắt. Đứng lựa vậy thôi chứ có mua đâu. Mình chủ yếu mình xuống ở dưới để mình mua quần áo thôi. Ở đây dài, dài họ trưng vậy đó, họ để vậy đó. Hộp đồ có sẵn rồi, dài bên đây là dài cho trẻ em với lại phụ nữ. Size nhỏ hơn. Đó, giờ mới tới khúc quần áo. Mình cứ đi dạo quần áo gì rộng, mình cứ đi mình dạo riết vậy. Đi dạo cứ mấy tiếng, một tiếng mấy, một tiếng mấy, nhưng mà không biết mua được gì hết. Khó tính quá.
lựa được cái quần này, cái quần thương hiệu của Pháp, thương hiệu gà trống của Pháp mà cũng không vừa ý, khó tính. Sợ rồi ai để kính chiếu hậu trong đó rồi trời. Đây đa số bán đồ hiệu mà mắc rồi chứ, đồ bảy mươi mấy đồng cái áo khoác trời. Đi lựa nãy giờ mà không có được món nào hết, cứ lựa riết vậy đó. Đó, cuối cùng thì lựa được cái áo nai, cái áo khoác, cái áo trong thì hai cái áo trong là áo thun trong tính là nai với lại Adidas, còn cái áo áo khoác ngoài thì là Puma, cuối cùng không dính đâu vô đâu hết. Lựa cho cố cuối cùng cũng như không. Thế thì xong rồi mình đi thanh toán. Ba hay bốn món gì mình mua không nhớ nữa, ba hay bốn món gì đó. Mà nhìn cái giá nhiêu đó thôi mà 106 đồng. Nhìn muốn xỉu nghe. Xong rồi mình đi ra, xong rồi tới Fnac. Trong đây cũng có Fnac luôn, là cái chỗ mà chuyên bán đồ điện tử rồi đó. Thì mình quyết định là vô đây để mua cái camera, camera để quay cho nó mượt hơn, với lại tại cầm điện thoại nó rung á, lắc quá. Đó là trong đây có Leica, mình là mình mua của DJI. Khu này là khu chuyên đồ điện tử. Nói chung Fnac lớn lắm, rồi bán sách vở đồ cũng có nữa. Rồi tai nghe được, nó chia ra từng khu, rồi điện thoại, laptop. Còn khu này là khu camera, đó, máy ảnh camera. Nhiều, đắt, ngàn mấy không? Toàn là hiệu đắt không? Đó, Nikon, Canon. Nhìn thấy giá là muốn xỉu rồi. Đây là dơ cho dân chuyên nghiệp thôi, chứ mình là nghiệp dư, mình mua đại cái nào đó để mình quay thôi. Đó, giờ cuối cùng thì sạch thì mình kiếm được cái nhỏ gọn này cầm đi dễ, Osmo Pocket 2. Tiện. Mình mua, nếu mà mua một cái lẻ vậy thôi thì 300 mấy thôi, nhưng mà mình mua combo luôn là có mic, đồ có đồ hết luôn, mic rồi chân đế rồi rồi cục kết nối Bluetooth nữa, nên là tới 500 mấy lận đó, 500 mấy nhưng mà nó nhỏ xíu vậy thôi sao tí xíu rồi. À, cái này còn phải mua thêm cái thẻ nhớ nữa. Cái thẻ nhớ 50 mấy đồng nữa, 50 mấy euro nữa, nó chua. Ừ, cười đi, cười đi, nụ cười mãn nguyện. Nói xong rồi thì mình đi xuống thôi, đi xuống dưới thôi, chứ lại mua xong hết rồi, đủ tiêu chuẩn rồi, giờ đi về thôi. Đó, khỏe re đủ tiêu chuẩn nên tung tăng đi về vậy đó. Xong rồi khát nước quá thì xuống mua xíu nước để uống. Nó đứng cừ kìa, khoái. Merci beaucoup. Au revoir.
nó xong rồi kiếm đường về mà không biết đường về luôn, đi cứ không không thấy lối ra luôn, cứ dạo dạo riết vậy. Nó quay ngược lại chỗ cũ Gosbo mua quần áo kìa. Đó, rồi cuối cùng mới thấy được cái lối ra. Bây giờ đi ra ngoài. Đó rồi ai làm gì làm mình khỏe re rồi đó, đủ đủ tiêu chuẩn rồi, giờ cứ đứng uống vậy thôi, quá là khỏe. Bây giờ đây tiếp tục là chuyên mục khui hộp bóc hèn camera. Tính ra tổng cộng chuyến đi này là cũng khoảng 600, 600 mấy, cho là 600 thôi, 600 euro là khoảng bao nhiêu tiền Việt ta? Thì chuyến đi này là tiêu tốn khoảng là cho là 600 euro đi, thì sẽ là khoảng 15 triệu rưỡi cho cái chuyến đi shopping này, camera và vài cái đồ cho mùa hè, mùa xuân. Đó, cái camera có tí xíu vậy thôi đó, mà 500 mấy đó. Rồi thêm cái thẻ nhớ nữa, cái thẻ nhớ bên Việt Nam bán mình mua có 200 mấy GB, 200 mấy GB như, ủa 100 mấy GB thôi, nhưng mà nó tới 50 mấy đồng nữa, 1 triệu mấy, trong khi bên Việt Nam mình mua rẻ rề. Thẻ nhớ ở đây bán mắc lắm. Và đó là một chuyến đi shopping của mình. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn mọi người ở những video tiếp theo nha.